phát hiện ung thư phổi hiếm gặp sau vài tuần tức ngực. Bệnh nhân nữ 55 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, đi khám do ho khan, đau ngực, khó thở, phát hiện ung thư phổi với đột biến gen hiếm gặp. Ngày 18 tháng 9, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh nền. Hơn một năm trước, người phụ nữ khó thở kèm đau ngực, ho khan tăng dần nên được chuyển đến trung tâm hô hấp. Kết quả chụp các lớp vi tính lồng ngực phát hiện hình ảnh u phổi trái tràn dịch màng phổi trái. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn, có đột biến rất hiếm gặp, giai đoạn muộn. Bệnh nhân chuyển sang Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu điều trị bằng thuốc đít. Sau 3 tháng bệnh nhân tỉnh, đỡ khó thở, đỡ ho, đáp ứng thuốc tốt, song có tác dụng phụ trên da và niêm mạc tiêu hóa. Hiện tại bệnh nhân đáp ứng một phần, lâm sàng ổn định, tác dụng phụ kiểm soát được. Bác sĩ đánh giá thường với người mắc ung thư phổi có đột biến gen hiếm gặp, giai đoạn muộn tiên lượng sẽ dè dặt. Tuy nhiên bệnh nhân trên đã có kết quả khả quan sau điều trị. Ung thư phổi là một trong các loại ung thư hay gặp và cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo GlobalCan năm 2018, số ca mắc mới ung thư phổi trên thế giới đứng hàng đầu với hơn 2 triệu người mỗi năm. Tỷ lệ tử vong cũng cao nhất trong số các bệnh nhân ung thư với 1,76 triệu người trong vòng 1 năm. Tại Việt Nam, cứ 100.000 người dân có 36 nam và 12 nữ được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Tức tỷ lệ người nam mắc nhiều gấp 3 lần người nữ, chủ yếu do hút thuốc lá. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.